Đây là thôn Văn Yên anh nhỉ? Văn Yên Văn Lại Ba Vì. Anh đi. Hiện tại tôi có mặt tại nhà anh chị Minh Huệ tại thôn Văn Yên Văn Lại Ba Vì đây. Và vừa lắp xong cho anh bộ hoành phi cô đối bằng chất liệu gỗ gụ được dát vàng Đài Loan. Vì là cô đối. Tận thể không gian phòng thờ nhà anh đây. Đây là anh này, chủ nhà này. Ai? Ở đây con. Và mọi người có nhu cầu thì có liên hệ tới xưởng đồ gỗ Tùng Tám, số điện thoại là 0987 51086, cơ sở có địa chỉ tại Văn Khúc Cẩm Khê Phú Thọ nhé. Mọi người có thể truy cập vào website đồ gỗ tùng8.com để xem những sản phẩm khác.